chồng em mới qua nhà nó con không biết đâu, đừng có che, đừng sợ. Chồng quê đâu? Con ngựa. Con ngựa. Có bồng sơn hả? Dạ không, có bồng sơn. Đây nè, đây, thế bên chồng mình đây. Anh sợ thiệt. Thôi mua gì chẳng biết mua. Tại hôm qua cũng có bán trúng đàng hoàng mà. Đúng đâu, hay chín chín đâu. Có, hôm qua chợ xuống, cho bán rồi không hết, tất cả rồi ở đó. Ơi, vàng tay qua cái. Ơi, vàng tay qua cái. Chàng ta là mau yến cho thật sự cho nó hạt lòng như thế dễ cho nó mình cửa dễ dụa hả?